Xin chào các cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay em đi đến cái khu này cũng thuộc là thành phố Linh Đình. Em cũng chạy qua chạy lại hoài à. Và tìm hiểu là cái khu này là của nhà nước nè các bạn. Thì cũng có các cô chú anh chị em cứ hỏi em là nhà cửa ở nước Anh mà nhà tư nhân với lại nhà của nhà nước thì nó khác nhau như thế nào. Thì hôm nay em đi đến đây để quay cho các cô chú anh chị em xem nha. Bên trong cái khu dân cư của nhà nước cũng đẹp quá ha cả nhà. Em thích nhất là màu gạch á, màu đỏ đỏ nhìn rất là đẹp luôn. Mình ở chung cư như vậy nè thì không có được cái sân vườn để trồng trọt. Nhà thì nó cao 2-3 tầng luôn. Đây là các bạn biết khu dân cư của nhà nước cung cấp cho người dân ở nè, cung cấp cho những chị em nào mà có con nhỏ đó. Thì cũng như là cái thuộc là kêu như thất nghiệp á, các anh chị em có con nhỏ rồi mình không có đi làm được và mình không có mua nhà đồ được á, hay là mướn nhà mình có khả năng để trả thì phải xin nhà của nhà nước ở. Xin nhà của nhà nước ở thì nộp đơn xin cũng hơi lâu nữa, em nghe nói vậy đó. Bởi vì mình thích cái chỗ nào thì mình nộp đơn mình xin cái chỗ đó thì chờ đợi nó lâu lắm. Khi mà mình nộp đơn mình xin nhà đó thì mình sẽ khai là gia đình mình có bao nhiêu người, mấy con nhỏ đó thì nhà nước sẽ cho mình cái nhà và cái phòng để đủ gia đình mình ở. Vào khi mà mình có cái nhà rồi đó thì vào ở mình không có trả tiền nhà với lại cao su thắt mình cũng không có trả luôn á các anh chị em. Nhà nước lo cho những người thất nghiệp hết luôn. Mình chỉ là tốn tiền điện, tiền ga, tiền chi phí cho cuộc sống của gia đình của mình thôi. Còn lại tất cả thì nhà nước cho mình miễn phí hết á cả nhà. Ở đây mình được trợ giúp là khi con mình còn nhỏ đó mình đi làm không được thì nhà nước cho mình tiền nhà ở với lại tiền để mình sinh sống, chứ khi con mình lớn rồi đó thì nhà nước cũng bắt mình đi làm mà các bạn, không có hỗ trợ mình nữa đâu. Ở đây có một bụi bông hồng rất là đẹp luôn ha cả nhà. Khu này ở cũng rất là ok luôn á. Nên em thấy ở nước Anh cũng sướng lắm á các bạn. Khi mà mình chưa có công ăn việc làm á, mình không có nhà ở thì nhà nước sẽ hỗ trợ cung cấp cho mình nhà cửa ở. Rồi khi nào mình có công ăn việc làm rồi á thì mình không ký thất nghiệp nữa thì nhà nước nó không có lo mình cái hỗ trợ tiền mình sinh sống với lại mình phải trả tiền nhà, nhưng mà cái nhà đó mình vẫn được ở cho tới vĩnh viễn luôn. Còn các bạn biết mà khi mà ai đi làm á mà cái không có đủ tiền mà để mua nhà thì cũng xin nhà nước nhà ở được nữa đó các anh chị em, thì cũng nộp form cho tới cái cao sầu đó rồi chờ đợi thì có chỗ thì nhà nước nó sẽ cho mình. Mình nhận được nhà rồi thì mình phải trả tiền nhà với tiền cao su thắt, thì cũng như mình mướn nhà vậy đó, mà mình cũng cái nhà đó là của mình luôn, mình ở cho vĩnh viễn tới già luôn á các bạn. Khi nào mà các bạn không muốn ở nữa thì trả lại cho nhà nước, hay là các bạn có khả năng mua được cái căn nhà đó đó thì nhà nước cũng bán lại cho các bạn nữa. Mỗi một cái khu ở đó các bạn thấy là có chỗ đậu xe nè. Khi mà mình đậu xe đó thì nhà nước cho mình cái ticket để mình đậu, chứ không thôi là những người mà họ đi khám những chiếc xe mà đậu bậy thì sẽ phạt Ở đây các chị em mà đi làm mà chưa có đủ khả năng để mua nhà đó thì mướn nhà của nhà nước ở cũng nhiều lắm các bạn. Mướn nhà của nhà nước với tư nhân là hai cái nó khác biệt với nhau luôn. Mình mướn nhà của nhà nước thì mình đi vào mình ở vĩnh viễn luôn, nhưng mà trong nhà đó thì không có cái gì hết. Mình vào là mình phải mua đầy đủ tiện nghi ở trong nhà rồi mình ở, khi nào mình muốn dọn đi thì mình dọn. Còn mình muốn mua luôn cái nhà đó thì cũng được. Còn nhà tư nhân thì mình phải ký hợp đồng 6 tháng hoặc 1 năm, tới đó là mình phải dọn đi. Nếu mà chủ nhà cho mình ở nữa thì mình ký hợp đồng ở nữa. Và trong nhà đó thì có đầy đủ tiện nghi khi mà hư cái gì mình xài hư là cũng phải bồi thường hết cả nhà. Cho nên em thấy mọi người mà chưa có mua nhà được á, họ cũng xin nhà của nhà nước ở rất là nhiều luôn á. Khi mà họ thấy cái chỗ ở được thì họ mua luôn, thì cái giá nhà nó cũng rẻ hơn là mình mua bên ngoài nữa. Ở đây là có cái lực mình ở nhà của nhà nước một thời gian á, mà mình muốn mua của nhà nước á, thì nó sẽ rẻ hơn bên ngoài cũng hơi nhiều quá cả nhà. Ở đây á, nhà nước hỗ trợ cho dân cũng rất là nhiều luôn á các bạn. Khi các bạn không có công ăn việc làm á, xin thất nghiệp thì nhà nước cũng cho. Rồi khi mà con mình nó lớn rồi đó, nhà nước thấy là con nó đi học, mình đi làm được rồi mà mình chưa có xin công ăn việc làm được á, nhà nước sẽ kiếm công ăn việc làm cho mình làm luôn á. Nên em thấy là sống ở đây cũng rất là sướng luôn á cả nhà. Không lo lắng khi mà mình thất nghiệp hay là mình không có nhà ở đó. Nhà nước lo cho mình chỗ ăn, chỗ ở hết trơn hả. Phía bên này á, thì nhà riêng tư của người dân nè các bạn. Nên các bạn thấy từng nhà riêng ha, và nhà nó đẹp nữa đó. Một bên đó là nhà tư của người dân, còn bên đây á, là nhà chung cư của nhà nước. Các bạn thấy là hai bên nó khác biệt với nhau ha. Khu dân cư này á, họ xây cũng 5-6 năm nay nên các bạn thấy còn mới tinh à ha. Khu này mà các chị em nào mà vào ở mà có đi làm á, thì mua lợi của nhà nước á, nó sẽ rẻ hơn bên ngoài nhiều lắm á cả nhà. Ở đây á, người ta đi làm khả năng mua nhà không có nổi á, thì người ta mướn nhà chứ ai cũng muốn mua nhà hết á các bạn. Mình mua nhà thì sau này là của mình, chứ còn mình mướn á, thì cũng nhà của người ta thôi. Nên ở một thời gian mà nếu cái nhà nào mà nó đẹp đó, người ta thích thì người ta mua, nó sẽ rẻ hơn bên ngoài nhiều lắm. Mua ở tạm thời đó, rồi sau này có tiền nữa thì họ sẽ đổi lại cái nhà nó lớn và nó rộng rãi, nó có co định. Khu này em thấy cũng yên tĩnh và đẹp ha các bạn. Hồi đó đó em nghe nói là xin nhà là được một cái riêng á, mà không có đủ cho dân á, nên bây giờ phải xây nhà chung cư như vậy nè cho được nhiều hộ á. Cũng có một số chị em hỏi chứ sống ở nước Anh có sung sướng hay không. Thì em sống ở nước Anh thì cũng lâu lắm rồi, thì cảm nhận của em á, thì sống ở đây thì em thấy là cũng sướng là vì nhà nước hay hỗ trợ cho mình. Mỗi khi mà giống như mình thất nghiệp hay là hoặc mình không có nhà ở như các bạn thấy đó, thì nhà nước cũng cung cấp nhà cho mình ở. Các bạn biết ở nước Anh đó, thì người già với con nít nhỏ đó là quan trọng lắm luôn. Khi mà gia đình mà có con nhỏ đó, xin nhà rất là nhanh. Bởi vì họ không có muốn là nít nhỏ phải ở cái chỗ mà chật chội và chờ đợi lâu á. Cho nên ai có con nhỏ đó xin nhà nhanh lắm á các bạn. Còn những người mà giống như kiểu gia đình mà chưa có con á, thì xin nhà cũng chờ đợi, cũng có vậy nhưng mà nó cũng hơi lâu lắm. Những người mà đã xin nhà qua rồi đó, thì em cũng nghe họ nói lại là như vậy á các bạn. Ai mà có con nhỏ đó thì nộp đơn không đầy mấy tháng là được có nhà rồi đó. Bữa nay em sẽ quay vòng vòng cho các anh chị em. Hôm nay thì em cũng quay nhà cửa tư của người dân ha. Thì bữa nay thì cũng quay nhà cửa của khu dân cư của nhà nước cung cấp cho dân ở, cho các bạn xem để biết thêm. Cũng thấy yên tĩnh quá ha các anh chị em. Chỉ có điều là mình không có sân vườn để ngồi chơi đâu. Nhưng mà khi có con nhỏ đó, mình cho nó ra cái cỏ này chơi cũng được. Ở đây những chị em mà có con nhỏ đó thất nghiệp thì cũng sướng lắm. Một tuần thì nhà nước phát tiền cho mình xài. Nhưng mà cuộc sống thì nó cũng không có được thoải mái, mình đủ cho trang trải nhà cửa thôi. Rồi tiền nhà thì cũng không có lo trả, với lại tiền thuế cũng không có trả nữa. Thì mình chỉ lo làm đồ ăn, đồ uống trong nhà của mình, và tiền điện, tiền nước. nhà nước lo thì cũng đủ cho mình sinh sống thôi, chứ còn dư ra là không có. Còn mình đi bác sĩ thì cũng những chị em mà thất nghiệp đi bác sĩ cũng không có tốn tiền thuốc nữa. Còn như em đồ đi làm các bạn thì đi bác sĩ nếu mình không có lấy tiền thuốc thì cũng miễn phí. Còn khi mà mình có bệnh cảm cái gì mà bác sĩ cho to đó để mình lấy thuốc thì phải tốn tiền thuốc á. Khu nhà nơi đây là nhà nước đặc biệt cho các bác lớn tuổi nè cả nhà. Ở đây thì không có gia đình trẻ ở hay là nít nhỏ. Căn hộ này thì nó có mấy tầng lầu nhưng mà nó có cầu thang cho các bác. Các bác ở đây thì lớn tuổi được ưu tiên lắm cả nhà. Cuối tuần thì các bác muốn đi đâu chơi thì xe sẽ tới chở cho các bác đi chơi và ở không có tốn phí gì hết. Cuối tuần thì nhà nước phát tiền cho các bác xài. Và một tuần thì nhà nước mướn người tới dọn dẹp nhà thì 2 lần. Em thấy có chiếc xe ambulance đậu ngay đây thì chắc có bác nào không có khỏe đó. Thì vô để khám cho các bác, mà nếu có cái gì thì xe sẽ chở tới bệnh viện luôn các bạn. Ở đây các bác lớn tuổi thì ưu tiên lắm, có cái gì làm xe nó tới là khám liền luôn á. Các bác ở đây thì cũng có con cái nữa nhưng mà thích ở một mình vậy đó các bạn. Không có thích sống chung với con cái, sợ con cái cũng bận á. Đây là khu dân cư chỗ khác nữa các bạn, thì nó cũng vòng vòng vậy đó. Tại vì cái khu vực này là cho của nhà nước thì người dân mà không có đi làm để ở thì nó vòng vòng chứ không có xa lắm. Chỗ này đẹp nè các bạn, rất là yên tĩnh luôn á. Ở đây thì những người mà đầu tư họ mua đất của nhà nước xong cái họ cất thì nhà nước cũng mua lợi để mà cho dân mà không có mua được nhà đó cho mướn, cho mấy người đó mướn, với lại phát cho dân mà thất nghiệp ở. Mấy nhà này thấy đẹp quá ha các bạn. Mà cũng có một số nhà tư của người ta trong đây nữa nha các anh chị em. Nhiều người họ ở họ thích rồi họ mua. Với lại một số nhà tư cũng ở khu vực này nữa. Cũng nhiều người họ ở rồi cái họ có được tiền thì họ mua lại của nhà nước thì nó rẻ hơn nhiều để mình mua ở bên ngoài lắm các bạn. Em thấy khu này đẹp và yên tĩnh quá. Nhà chung cư thì tất cả ai cũng vào cái cánh cửa chính này để vào nhà nè các bạn. Mình đi ra cái con đường này thì các bạn thấy nhà bên cái hướng đó đó là nhà tư của người ta đó. Bữa nay thì cũng một vòng để đi chia sẻ cho các bạn biết thêm về nhà cửa của nhà nước. Hôm nay thì chia sẻ nhà tư của mọi người ha. Thì bây giờ em xin ngừng video và hẹn lại các bạn video lần sau nha. Bye bye các bạn.